Bạn nói con nghe gì nè, Dạ. bạn nghĩ á là tình yêu thương, tình thương tình yêu á là không tranh tuổi, nó Dạ. giống như tình yêu không biên giới về mặt tuổi tác. Ví dụ như là anh Vũ có đau bệnh tật gì bạn cũng thương cũng chấp nhận, dù anh Vũ mà lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì không thành vấn đề đối với bạn, thì Dạ. bạn cũng mong sao là anh Vũ cũng như lòng dạ bạn gì đi. Dạ. Rồi con chào cô Bảy. À Dạ cô Bảy, giờ cô Bảy muốn chú Vũ như thế nào chú cô Bảy? à con muốn là như vậy, con muốn nói tóm gọn thôi Dạ. là cô từ đầu luôn không có bỏ sót một cái tập nào hết, Dạ. là cô thấy tội, thấy đau lòng lắm, thấy thương anh Vũ gì lắm. Dạ. Còn nói vấn đề bà Màu á, là bà Màu à, coi như là bà một con người hả, có chồng mà lấy trai mà bà lấy từ một con gái ra, giờ bà là giống như con đĩ vậy đó. Dạ. Bà giống là một coi con giá nào cũng đi, 20 cũng đi, 30 40 50 cũng đi, giá nào cũng đi, nhưng mà ăn hiếp chồng, Dạ. quánh chồng đốt lỗ mũi đốt lỗ tai, là ăn hiếp chồng quánh chồng dữ dằn gì lắm. Dạ. Dạ coi như là bà rút ra là bà giết chồng đó, nhưng mà bà sợ cái là bà ngồi tù bà dám giết, nhưng mà bà giết thầm kín, bà giết bằng cái khéo léo khéo tài như thế đó. Dạ. À với lại bây giờ nói chung bà Màu giờ không 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 còn gì để nói, thì giờ bảy muốn là khi mà anh Vũ ra thì đừng bao giờ mà trở về để ra gặp bà Màu nữa, mà phải trở về những giờ lớn đi. Còn không trở về giờ lớn á, thì nếu mà anh Vũ á mà có duyên nợ với cô Bảy thì cô Bảy sẽ rước anh Vũ về ở với cô Bảy, bởi Dạ. vì cô Bảy á là ở gì mấy chục năm nay rồi, Dạ. mà cô Bảy á hồi đó cũng ở bên Nhật Bản, Dạ. tại vì gái có chồng người Nhật thì nó ở bển, cô Bảy cũng ở bển, nhưng mà Dạ. vì dịch bệnh thì cô Bảy ở bên đây. Dạ. Nhưng mà nếu mà anh Vũ mà về cô Bảy rồi thì cô Bảy không đi du lịch bên Nhật thôi chứ không ở bển Dạ. đó. Giờ ở tại Vĩnh Long này có một cái ngôi nhà 3 4 tầng Dạ. tại chợ, rồi còn một cái ngôi nhà trong vườn, nhà trước nhà trên gì đầy đủ, trên gì có đất vườn cây trái đầy đủ hết. Dạ. Thì bây giờ thì bụng dạ của anh Vũ, nếu anh Vũ mà thương cô Bảy thì cô Bảy sẽ chấp nhận rước anh Vũ về. Còn Dạ. mà anh Vũ mà có nghĩ tình vợ lớn thì trở về thì vợ lớn thì cô Bảy cũng chúc phúc, là cái Dạ. gì cô Bảy cũng chịu cũng đồng ý hết. Chứ nhưng mà đừng, yêu cầu anh Vũ đừng bao giờ ở lại với bà Màu nữa, Dạ. bà Màu đó, người bà Màu mà cũng bả là bà Màu cũng là Dạ. bả luôn đó. Dạ. Trời ơi con đàn bà gì hiểm sâu ác độc, con đàn bà gì mà còn hơn là giỏi thắt thiên, mà chưa bằng là đụng ai lấy nấy, nói chung là vợ lại vợ nào lấy vợ nấy, con người bả xài. Mà mấy đứa con đó cũng chưa chắc gì là con của anh Vũ nữa, nói với anh Vũ đừng bao giờ nghĩ ngợi mấy đứa con đó, mấy đứa con của người ta đó. Dạ. Thì cô Bảy nói tóm gọn vậy thôi. Rồi giờ con có ý kiến gì về anh Vũ ha, gia đình anh Vũ hay về vợ lớn, thì là con nói cho cô Bảy biết đi. Dạ. Giờ là cô Bảy là muốn muốn là lấy chú Vũ đúng không cô Bảy? Đúng rồi. Dạ. Là cô Bảy hiện giờ là cô Bảy đang ở Vĩnh Long á cô Bảy. Cô Bảy ở Vĩnh Long, Dạ. Rồi nhưng cô mà cô Bảy thấy Bảy. giờ lớn cũng còn tình nghĩa quá, nên cô Bảy nhường một bước để cho anh Vũ về giờ lớn đi. Dạ. Dù sao cũng vợ mối tình đầu cũng ăn ở, dù cũng có con rồi mà vợ lớn đâu cũng có tình có nghĩa quá, Dạ. nên cô Bảy muốn nhường lại, có nghĩa là để cho vợ lớn đi nào. Mà nếu mà Bảy có duyên nợ với anh Vũ thì mới tính tới, còn anh Vũ về thì vợ lớn cũng ra mà mở vòng tay chào đón xuất anh Vũ đó. Dạ. Chỉ cần là chú Vũ mà đồng ý là cô Bảy sẽ lấy chú Vũ làm chồng. Dạ, là cô Bảy hiện giờ là có cái nhà ở đâu cô Bảy? Cô Bảy nhà, cô Bảy ở Vĩnh Long nè, thì nhà cũng cũng nhà ở Vĩnh Long luôn. Dạ, nhà Vĩnh Long luôn đó cô Bảy. Dạ. Là lấy chú Vũ là hai chỉ có hai vợ chồng sống thôi hả cô Bảy? Bảy ở một mình mấy chục năm nay rồi, Bảy chỉ có một đứa con què, mà đứa con có chồng Nhật ở bên Nhật rồi, Bảy chỉ sống có một mình Dạ sao Bảy sống một mình vậy là nếu mà thật sự mà chú Vũ mà về với cô Bảy thì cô Bảy với chú Vũ là chỉ đi du lịch chơi thôi đúng không cô Bảy? đi du lịch chơi rồi còn ở Việt Nam thì cũng cũng vẫn sống ở Việt Nam vậy Dạ rồi bà nội thì dạ bà nội cái nhà nếu mà thật sự bà nội thì cũng rất là khó khăn với già của cô Bảy. Nếu mà cô Bảy có nếu mà chú Vũ mà có chấp nhận với cô Bảy vợ chồng á thì cũng mong con cũng mong cho cô Bảy với chú Vũ có thể chăm sóc cho bà nội được không cô Bảy?
Thì bây giờ nếu như mà anh Vũ về mà anh Vũ muốn bảy đi theo anh Vũ để về ở chăm sóc cho mẹ thì bảy cũng đồng ý chưa? Dạ, ý là chăm sóc thì là mình cũng nói cái vụ chăm sóc là mình quan tâm á, chứ không phải là À nhất thiết đúng rồi, là, quan tâm chăm sóc đó. dạ, chứ không phải nhất thiết là phải ở đó, tại ở đó thì cũng có cháu rồi. Giống như hoàn cảnh của bà nội á, bà nội thì cũng rất là khó khăn. Dạ. Giờ về cô Bảy muốn sao? Thì sao cũng được hết trơn á. Dạ, sao cũng được hết hả? Nhưng mà còn vợ lớn anh Vũ cũng đang chờ đợi anh Vũ ra kia mà. Dạ thì cái vợ lớn thì cũng còn là rất là thương chú Vũ, cho nên Đúng mà rồi. cái chuyện này là đợi chú về rồi mới mới hỏi ý kiến của chú như thế nào mới được, tại vì tụi Đúng con rồi, thì là do nó bận dạ của anh Vũ à, bây giờ anh Vũ ra. dạ Con mong là cho anh Vũ ra rồi á, là nếu mà một cái thứ nhất anh Vũ trở về với vợ lớn thì bảy cũng mừng và chúc phúc. Còn dạ như mà anh Vũ mà gặp gặp mặt bảy bảy rồi mà anh Vũ có thương bảy thì là bảy cũng 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 mà chấp nhận nữa, cũng dạ vẫn chào đón anh Vũ. dạ à, chú Vũ là rất là bây giờ chắc là ốm dữ lắm á cô Bảy ơi, ốm yếu lắm á nha. Vậy chứ dạ rầu buồn lo suy nghĩ tâm trạng chị mình có sống vui dạ sống khỏe được đâu nên đó mà dạ chú Vũ chắc có lẽ là ốm yếu bệnh đau á, nếu mà cô Bảy có chấp nhận thì chuyện đó thì đợi chú về á rồi lúc đó hỏi ý kiến chú á cô Bảy. thì như bạn nghĩ là nếu mà anh Vũ ra rồi á thì giữa hai tâm hồn là giữa hai người cũng như là mà bảy anh Vũ mà nếu có chuyện có nợ thì hai người thương nhau, chứ Dạ. đâu nhiều khi bảy thương mà anh Vũ gặp bảy anh Vũ không thương là làm sao mà được, Dạ cho đúng nên đó rồi. là do nơi hai tâm đầu ý hợp với nhau Dạ. là do hai người gặp mặt nhau, Dạ. là nếu mà có cái duyên và cái nợ hay không, có cái duyên mới có gặp mà cái duyên cái gặp rồi phải có cái nợ, Dạ. cho nên giờ trong hai điều kiện cái thứ nhất là anh Vũ về thì quay lại với vợ lớn, bởi vì vợ lớn đang là thương còn thương thương anh Vũ Dạ. đang chờ đợi đón anh Vũ đó, thì anh Dạ. Vũ trong hai chọn một, Dạ. thì cái thứ nhất thì về với vợ lớn, cái thứ hai nếu mà có tình thương như vậy thì chừng đó mới tính sao nữa, Dạ. đó là bảy nói bà phân hai với con vậy đó đúng không? Dạ dạ đúng rồi cô Bảy. À, đúng rồi Mà thì đó dạ. thì bây giờ con cũng vẫn nói lại sao là anh Vũ về vẫn nói với anh Vũ vậy đó, Cô còn Bảy vấn đề năm Dạ, cô Bảy. Zalo á thì bà Dạ. để bảy nhờ người ta để làm giùm cái thì gọi thấy mặt chịu như con thấy mặt bảy bảy thấy mặt con, rồi Dạ. sau này cái bắt đầu gọi anh thấy mặt anh Vũ rồi anh Vũ cũng thấy mặt bảy, thì Dạ. trong khi thấy mặt đó nếu mà có cái duyên nợ nhau thì nhìn mặt thì thấy có tình cảm, Dạ. còn nhìn mà con không thấy có tình cảm thì bà bảy sẽ phiên anh Vũ trở về với vợ đó. Dạ. Bảy năm nay nhiêu tuổi rồi Bảy? Bảy năm nay là bà bảy bảy là cũng lớn tuổi lắm đó, bảy năm nay là bảy 66 rồi, Dạ. nhưng mà về mặt nhan sắc về vấn đề cái tuổi thì đi trước chứ nhưng bảy rất còn trẻ đẹp lắm. Dạ, vậy là Bảy còn xinh đẹp lắm hả Bảy? Đúng rồi, bảy xinh đẹp, bảy đi ra đường là ai cũng dòm cũng ngắm hết trơn, tại vì bảy là trắng trẻo đẹp đẽ, bảy có nhan sắc lắm, Dạ. mà bảy ở bên Nhật Bản thì đúng ra bảy thì bảy mà bảy còn trái tim yêu đời lắm, chứ bảy rất còn trẻ đẹp, đi ra ngoài ai cũng nhìn ngó hết trơn, Dạ. đàn ông ai cũng theo đeo đuổi bảy hết trơn á, Dạ. nhưng mà bảy không có chọn thôi à. Dạ. Vậy là mà tự nhiên sao Bảy lại thương chú Vũ vậy Bảy? Bảy coi mấy cái clip coi thấy hết trơn, chỉ thấy thấy mặt của anh Vũ, thấy mặt anh Vũ cũng phiền lắm, Dạ. mà rồi coi hết trơn mấy cái tập mà bị vợ hại con hại vậy đó, thành ra thấy thương thấy tội. Dạ. Dạ thấy Với thấy. lại bạn nói con nghe gì nè, Dạ. bạn nghĩ là tình thương tình yêu là không tên tuổi, nó Dạ. giống như tình yêu không biên giới về mặt tuổi tác, ví dụ như là anh Vũ có đau bệnh tật gì bạn cũng thương cũng chấp nhận, dù anh Vũ mà lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì không thành vấn đề đối với bạn, thì Dạ. bạn cũng mong sao là anh Vũ cũng như lòng dạ bạn gì đi. Dạ. Dạ thì con cũng nếu mà chú Vũ về con cũng nói với chú và con cũng để cho chú cái đó là quyền của chú quyết định. Tại vì Phải đúng dạ cái chuyện tình cảm mà cô Bảy. đúng Dạ dù gì vợ lớn của chú Vũ cũng có thằng con trai. Dạ cái chuyện đó thì con cũng cái clip nói chung là con cũng biết
con cũng là để cho chú Vũ quyết định đi. À, rồi đúng rồi. Dạ. Bây giờ như già như vậy thì thôi, già bảy cũng còn nhường nhường lại để cho con còn nhiều công chuyện khác, chứ con nghỉ ngơi ăn uống đồ cho có sức khỏe. Tại Dạ. vì bảy bảy thấy thấy clip của con là nhiều clip lắm, mà con nhìn thấy con thấy có cái tâm quá mà. Dạ. Thấy thấy con có đạo đức lắm, con có tâm lắm. Tuy rằng cái tiếng nói chưa thấy mặt con, nhưng mà nghe cái tiếng nói thấy Dạ. con trong cái clip là con nói chuyện thấy có cái tâm nè, con Dạ. có đạo đức quá đi, con nói chuyện sao mà nghe thấy thương quá à. Dạ, Cho nên là bảy cũng chúc phúc con, dạ con chứ ăn bảy nói cũng dở. nói là con luôn luôn lúc nào là con cũng phải giữ gìn sức khỏe Dạ, à, rồi con cũng để cảm ơn con cô. lo làm cái những cái chuyện mà đầy phước đức như thế này. Những cái chuyện Dạ. này thì là những cái chuyện cho Dạ. bằng phải nói là rất là dễ thương. Dạ. Con mà con trai đàn ông con làm cái này là quá trời tốt rồi. Dạ, cái Nên thiện bảy nguyện cũng là cho chúc phúc con, rồi con luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe nha. dạ nói chung cái thiện nguyện là ai cũng muốn làm hết bảy, mình giúp được người là mình rất là vui bảy. Dạ rồi con cũng chúc bảy nhiều sức khỏe nha bảy. Rồi, cảm ơn Dạ con. dạ rồi Cái gì con lâu chào lâu bảy. bảy điện cái số này hỏi thăm sức khỏe con là nếu con bắt máy là bảy vui bảy mừng dữ lắm nha. Dạ dạ không bảy Ờ gọi chứ con bắt bảy máy mà. tuy rằng chưa thấy mặt con, chưa có được con bò vào lòng một cái nào, nhưng mà bảy Dạ. tưởng tượng là vậy đó, bảy thương lắm nha, Dạ, thương con nhiều lắm. hôm nào Xin chào con bảy. có lên cô bảy, con ôm cô bảy một cái nè. Trời ơi, chính là bảy là người đó là ao ước để được ôm con vào lòng Trời mà ơi giống gì như ao ước, trai mẹ con vậy đó, ôm giống cô như trai bảy đi, mẹ tại vì vậy con đó, muốn mẹ ôm muốn cô bảy thôi, giống làm như mẹ cái tình nuôi thương con cô luôn bảy. á.